Hệ sinh thái y dược của doanh nhân Ngô Chí Dũng, doanh thu khủng nhưng lợi nhuận mỏng. Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái y dược của ông Ngô Chí Dũng như Bệnh viện Tâm Anh, VNVC đều có doanh thu khủng nhưng lợi nhuận lại khá mỏng. Năm 2020, Bệnh viện Tâm Anh đã có lãi trở lại. Trong hệ sinh thái y dược của đại gia Ngô Chí Dũng, công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có tuổi đời lớn nhất, thành lập từ tháng 9 năm 2007. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông Ngô Chí Dũng tại đây kín đáo hơn rất nhiều khi ông không trực tiếp nắm giữ cương vị tổng giám đốc hay là người đại diện theo pháp luật, dù sở hữu 50% cổ phần. Bệnh viện Tâm Anh có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2022 hơn 1.600 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm gần 80% với số dư gần 1.300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm ở mức 355 tỷ đồng, thấp hơn vốn điều lệ chủ yếu, do lỗ quỹ kế 145 tỷ đồng. Số lỗ của Bệnh viện Tâm Anh chủ yếu phát sinh trong năm 2021, khi bệnh viện này lỗ 198 tỷ đồng. Năm 2022, tình hình đã khả quan hơn với doanh thu tăng 63%, lên hơn 1.200 tỷ đồng. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của bệnh viện này kể từ khi hoạt động. Giá vốn và các chi phí tăng chậm hơn, giúp Bệnh viện Tâm Anh chuyển từ lỗ sang lãi hơn 19 tỷ đồng. VNVC doanh thu khủng nhưng lợi nhuận mỏng. Một cái tên rất đáng chú ý khác trong hệ sinh thái của đại gia Ngô Chí Dũng là VNVC, một trong những hệ thống tiêm chủng lớn nhất Việt Nam. Doanh nghiệp này tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam, thành lập ngày 11 tháng 11 năm 2016. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động y tế dự phòng và tiêm phòng. Sau 7 năm hoạt động, hệ thống VNVC có khoảng hơn 100 trung tâm tiêm chủng. Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của VNVC là 10 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Hà góp 3 tỷ đồng chiếm 30%, bà Nguyễn Thị Xuân góp 3 tỷ đồng chiếm 30% và ông Ngô Chí Dũng góp 4 tỷ đồng chiếm 40%. Ông Ngô Chí Dũng sinh năm 1974, đồng thời cũng là người đại diện pháp luật kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Sau nhiều lần điều chỉnh, đến ngày 10 tháng 7 năm 2020, vốn điều lệ của VNVC được tăng lên 140 tỷ đồng nhưng không rõ cơ cấu cổ đông góp vốn. Tài sản của VNVC chủ yếu được hình thành từ nguồn vốn nợ. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này thường xuyên chiếm khoảng 90% tổng tài sản và cao hơn vốn chủ sở hữu nhiều lần. Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của VNVC lên đến gần 2.700 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản chưa đến 3.000 tỷ đồng. Trong đó, số dư nợ vay tài chính ở mức hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tài sản của VNVC phần lớn là các khoản phải thu với số dư tính đến cuối năm 2022 ở mức hơn 1.100 tỷ đồng, chiếm gần 37%. Gấp đôi so với đầu năm. Ngược lại, tồn kho của chuỗi tiêm chủng này lại giảm mạnh từ mức gần 1.100 tỷ hồi đầu năm xuống còn gần 650 tỷ đồng vào cuối kỳ. Với thương hiệu được định hình mang tính quốc dân, VNVC tạo ra doanh thu khủng. Năm 2022, doanh thu của chuỗi tiêm chủng này lại giảm nhẹ gần 8% so với năm trước xuống mức 7.283 tỷ đồng, tương ứng bình quân mỗi ngày thu gần 20 tỷ đồng. Trước đó, VNVC đã liên tục tăng trưởng doanh thu qua từng năm, từ con số vỏn vẹn 32 tỷ năm 2017 lên gần 7.900 tỷ đồng vào năm 2021. Doanh thu khủng nhưng lợi nhuận của VNVC lại không mấy ấn tượng. Thậm chí, giai đoạn 2 năm đầu, 2017 và 2018 còn thua lỗ. Năm 2022, chuỗi tiêm chủng này lãi kỷ lục nhưng chỉ ở mức 265 tỷ đồng. Mức lợi nhuận đã tăng gấp gần 2,2 lần năm trước nhưng biên lãi ròng vẫn chỉ gần 4%, tức 100 đồng doanh thu mang về chưa đến 4 đồng lãi. Ngoài Bệnh viện Tâm Anh và VNVC, hệ sinh thái y dược của ông Ngô Chí Dũng còn có một cái tên rất đáng chú ý là Công ty Cổ phần Dược phẩm Eco, Eco Pharma. Doanh nghiệp sở hữu chuỗi nhà thuốc đầu tiên tại Việt Nam đạt đủ 3 tiêu chuẩn của WHO là GSP, GDP và GPP. Ông Dũng hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc của doanh nghiệp này. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Eco Pharma đã và đang là cái tên rất đáng chú ý trong lĩnh vực dược phẩm, đặc biệt là thực phẩm chức năng. Và khung giờ vàng của đài truyền hình Việt Nam, người tiêu dùng từng rất quen thuộc với loạt quảng cáo về các sản phẩm chức năng như sâm Alipass Platinum, sâm Angelagon, Jackmark, Quick Hair, Otif, tất cả đều là sản phẩm của doanh nghiệp này.